Rồi hello, Hồng An chào anh em. Hồng An soạn ra ít phụ tùng vàng nhựa, mở đầu đèn trên dưới, mỏ dè, đặc biệt là hai cặp cấp bình và những cái mặt nạ của những cái dòng rim Thái và rim hai cho anh em mình cần ráp trên những con xe trên 100 triệu anh em ơi. Và đây là những cái dàn nhựa, nói chung là sơn zin đẹp. Được shop mình là sàng lọc ra giữ lại. Anh em cả nhà mình đang cần những cái bợ trên, bợ dưới hoặc những cái dè hoặc những cái cốp bình. Đó. Thì liên hệ shop mình nha anh em ha. Đây là những cái sản phẩm đẹp thì mình nói rồi, cái nước sơn của nó anh em có thể ráp trên những con xe trên 100 triệu là anh em tự hiểu rồi. Dành cho ráp những con xe sưu tầm, xe cọp cũng được đó anh em ơi ha. Thì cái giá của nó là không có rẻ đâu nha anh em, hàng theo xe, tất cả đều là hàng theo xe nha. Bên trong nó đều có mã, 5 mã đá hết. Và đều còn tem, ít nhiều nó cũng còn cái tem anh em, tem zin nha, không có dán đâu anh em, đều tem zin hết, toàn bộ đều là tem zin nha. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 5 này, anh em nào mà xem cái clip này, anh em chỉ cần gọi cho mình là cái clip mà dàn nhựa đó, ngày 15 tháng 5 anh em cần bất cứ những cái dàn nhựa trong cái clip hôm nay mình quay, mình sẽ chia sẻ cho anh em mình chơi. Anh em nhà mình đang cần những cái bên nào đó, bên trái bên phải nó đang bị chày gì đó anh em, cần một cái mình bán lẻ một cái đó. Đây là những cái sản phẩm lẻ nha anh em ha, còn mình cũng còn nhiều bộ và nguyên nguyên bộ, nguyên bộ thì mình để dành nguyên nguyên bộ. Đây là những sản phẩm lẻ, anh em cả nhà mình có thể mua mua lẻ, ưu tiên cho anh em mình mua đồ lẻ, mình đều có hết. Giá nói chung thì anh em biết rồi, giá không có rẻ đâu anh em ha. Mình nói là cái nước sơn của nó anh em có thể ráp cho những con xe trên 100 triệu là anh em hiểu rồi. Cái độ mới của nó có thể ráp cho những con xe trên 100 triệu, tùy anh em mình trước khi mình gọi mình suy nghĩ giá trị, nếu mình thích thì mình cứ mua. Giá trị nó ráp cho những con xe trên 100 triệu bình thường, nước sơn nó đẹp lắm, nước sơn cái độ màu của nó còn cỡ 90% anh em. Nước sơn nó rất là dày và đậm, chưa bạc chưa bay à. Chưa bạc chưa bay nha anh em ha. Anh em có thể mua một bên lẻ, bên trái bên phải cấp bình nè, liên hệ mình. Anh em mua bên trái bên phải gì đó alo mình, đều là hàng rim rim Thái hết. Ở đây có một hai bộ cốp rim hai tem hồng, một bộ cốp rim Thái 95 96 và những cái lẻ lẻ thì nó nằm bên bên bình nhiều, có hai cái bên bên bình lẻ nè. Cái này là của hàng rim Thái 98 97 98 á, tem nó vàng hơn anh em. Không. Còn đi mà 95 96 á, nó xanh hơn. Cái tem này hiếm lắm anh em ha. Cái đời 95 96 á, cái tem nó xanh lá. Còn 97 98 á, cái tem nó hơi vàng hơn. Nó vàng hơn nha anh em, thấy rõ luôn nha, thấy không? Hai màu tem nó khác biệt nè. Anh em biết rồi. Cái giá trị nó cũng nằm trên những cái tem nó hiếm. Còn những cái đời này thì kiếm dễ anh em ha, rất là dễ. Còn những cái mặt nạ thì dùng chung hết. Mặt nạ mỏ dè nó cũng cùng cái tông tông màu, màu sơn à anh em, nghĩ nhìn y chang nhanh nha anh em ha. Màu sơn cái tông màu rim Thái từ đời 95 96 97 98 99 2000 nó cũng là một tông tông màu thôi, nó không có khác đâu anh em. Anh em có thể dùng chung được hết.
chỉ riêng là cái cóp bình á, cóp bình thì cái đời 95 96 tem nó sẽ xanh hơn. Còn tem mà 97 thì nó tem này tem lửa nó sẽ vàng hơn. Nó tùy anh em mình chọn anh em ha. Rồi mặt nạ thì theo xe, nước sơn đẹp mình có bán lẻ cho anh em ha. Đó, anh em cần cái nào liên hệ shop cái đó. Hôm nay lên sóng là những cái đồ đồ lẻ. Đồ lẻ tháo trên xe anh em giáp nó dễ lắm anh em, biết sao anh em? Vì cái nước sơn của nó anh em đã dùng qua, anh em ráp trên những con xe anh em mình nó đang đi á, nó sẽ tiệp tiệp màu nha anh em ha. Anh em mà mua những cái hàng mới á, ráp vào nó chắc chắn là nó sẽ không bao giờ nó trùng màu đâu, nó chổi lắm anh em, nó sáng hơn ha, mới hơn mà, mới hơn nó sẽ sáng hơn. Còn xe anh em đã đi qua thì cái màu nó sẽ y y nhau thôi, 9-10 hết à, 8-10 9-10 đó. Anh em chỉ có mua những cái đồ mới á, thì chẳng qua ráp những cái xe dựng thôi, anh em dọn xe thùng thì có thể dùng đồ đồ mới hay hơn nha. Còn riêng cái này chỉ cho ráp cho anh em mà trên những con xe mà đã dùng qua thôi, nó sẽ hay mà nó rất là đều. Còn anh em mà ráp xe dựng thì không thích hợp cho anh em ha, ráp xe dựng xe thùng vậy đó, chỉ có mua những cái hàng mới thôi đó. Giá trị của nó nằm ở những cái hàng theo theo xe, giá trị nó cao lắm vì nước sơn nó còn đẹp, nó còn dày á nè, nước sơn nó dày nó đậm à, cái chị nó cao lắm. Và những cái sơn mà nó bạc nó bay thì tem nó chày đó, rẻ rề anh em ơi à, mấy đó mình à, nói chung thì à, nó rẻ lắm. Còn mà giữ được cái bộ tem còn đẹp nè, tem không một vết xước vết chày anh em tìm đâu bây giờ à, đặc biệt là miếng tem theo xe anh em à, cái này nó cũng hơi chày chày chút chút à, nó có chày thì mình bán rẻ chút xíu, cái nước sơn nó đẹp. Không? Những cái mà tem nó zin nguyên hết thì nó giá nó cao, tùy theo cái giá thành anh em. Tem nguyên zin nè, cỡ này đó anh em, mà mình cũng chẳng có bát anh em ha, chưa có bát đâu anh em, còn theo xe hết à, chưa rửa chưa bát luôn nha, nên nhìn biết liền rồi đó. Một bên là 2 triệu đó, em thấy không? 2 triệu đó. Không có rẻ đâu anh em. Không có rẻ nha anh em ha. Anh em đừng có so sánh những cái đồ mới và những cái đồ tồn nha. Đồ tồn chỉ ráp xe dựng thôi. À, mà đồ tồn đâu có rẻ đâu anh em. Đồ tồn những cặp cớp anh em đụng vô là phỏng phỏng tay. À, mà nhiều khi đồ tồn nó chưa chắc nó đúng đúng màu đâu anh em ơi. Đúng không? Mà xài cũ cũ gì á, anh em mua về ráp nó đúng đúng với chiếc xe anh em mình đang dùng qua nữa, vô nó sẽ tẹp hơn. Vì khi tốn tiền mua đồ mới chưa chắc xài được thích hợp à. Rất đẹp à, đồ có những cặp cớp dán keo luôn đó à, tem hồng nè, mày mình săn ghê lắm anh em, rã trên xe có rồi mình để dành có, mua lại anh em có đó. Mới có được những cái vàng này anh em, đâu phải dễ có đâu anh em. Đó. Vàng nhựa nước sơn mà còn đậm còn dày mà nước tem nó chưa có rách gì hết, anh em tìm đâu đâu ra anh em, làm sao mà có hàng đó. Nước sơn nó dày lắm nè, anh ơi nè, nước sơn nè như mới đó. Thì mình nói rồi, ráp cho những con xe trên 100 triệu là ok mà anh em. Không? Thì anh em cần thì cứ liên hệ mình nha anh em ha. Về à, yeah, nè anh em, còn theo xe nè. Cái clip này được anh em cái là ưu tiên là cho anh em mình mua mua lẻ đó. Anh em thiếu chỗ nào, cần chỗ nào liên hệ mình. Mua những món lẻ này mình chia lẻ ra bán nha. Còn những bộ áo thì mình cũng có bán hết rồi, và những bộ áo mình cũng có đang ở ở shop, anh em mua nguyên bộ mình vẫn có hàng nguyên bộ anh em ơi, hai nguyên bộ luôn đó.
nguyên bộ là nó đúng một năm luôn á. Nhưng mà mình nói chung là rim Thái là nó xài chung hết à. Đó là rim Thái thì năm nào nó cũng một màu, nó cũng ná ná nhau hết, nó không có phân biệt đâu anh em. Quan trọng là tìm được cái như ý là ok rồi, còn mà tìm đúng năm nó khó lắm nha anh em ha. Một bộ áo mà đúng một năm nó tím là tìm đâu ra anh em, chỉ cần mình ráp vào nhìn nó đẹp, nước sơn nó zin là ok rồi. Anh em mà khó tính mà mua theo năm tháng nó hơi hơi bị khó à. Cái đồ này nói chung anh em nghĩ đi, mấy chục năm mà nước sơn không có chày, không có bị lỗi nhiều, tìm khó lắm anh em. Còn mua đồ mới thì nó dễ quá, đồ mới đồ tồn nó dễ quá, nhưng mà ráp vào nó sẽ bị chọi chọi chiếc xe đó anh em, không chọi chiếc xe. Thì anh em cần chốt hàng thì mình kết bạn với mình chụp lại chi tiết những cái chỗ lỗi chỗ chày, anh em chấp nhận thì mình ship hàng. Quay là quay tổng thể sơ đó anh em ơi, khi mình gửi đàn cho anh em á, anh em phải kết bạn với mình nha, chụp lại những cái lỗi nữa, chỗ nào lỗi mình cũng phải chụp à, tại giá trị nó cũng cao anh em, ít gì nó cũng có một hai lỗi, không thể nào mà nó hoàn thiện hết đâu anh em, cũng có lỗi nha. Anh em muốn chốt đơn thì phải kết bạn đi anh em, cũng có lỗi chứ là sao không lỗi được, cũng có chạy chạy chút chút nè, thấy không? Khi mình chịu chụp thì nó cũng có lỗi à, không thể nào nó hoàn thiện hết đâu anh em, đồ cũ chấp nhận thì mình chơi anh em ha. Còn không thì mình mua hàng mới đi, vừa đẹp vừa rẻ, hàng mới bây giờ đó mà ráp vào nó chỉ có chổi thôi, nó mới nó sẽ chổi, làm sao mà nó đúng theo cái màu nó đã dùng qua, nó cũ đâu, cũ theo năm tháng nó khác, ráp vào nó đẹp lắm, nó tiệp. Thì những cái sản phẩm đây mình nói rồi, anh em có thể ráp cho những con xe trên 170-180 là bình thường đó. Mà quan trọng là cái giá anh em nhiều khi gọi nó hơi hơi cao ha. Mình có khả năng thì mình chơi thôi, mà tìm cũng khó lắm anh em, làm sao mà còn hàng nữa đó anh em, giấy gì có. Bộ này mình cũng gom góp lâu lâu lắm anh em, lâu lâu lấy ra mình quay thôi, ngày gom chút lại đó. Rồi mình cũng có bán vài ba món rồi nó lẻ ra hả, nó lẻ giờ mình chia lẻ ra mình bán đó. Thấy không anh em, chung thì đại khái cái nào chày thì giá nó rẻ chút xíu, cái nào nó đẹp thì giá nó cao, độ đẹp mắt rẻ theo cái độ đẹp, không nhất thiết là phải mắt đâm đâu anh em, mình cân đối đều có hết ha. Alo là có hàng đều là hàng zin theo xe hết. Đây có một cái đuôi nè, rim 2 nè, đuôi rim 2 đẹp lắm anh em. Đẹp, quá đẹp, tem zin đó anh em, tem zin nè, quá trời. Tem zin không có rách luôn á, dư ra được một bộ đuôi. Trong nó nè anh em, có năm có tháng hết trơn anh em ơi, đắt năm đồng bên trong hết à. Đó, anh em thích cái nào alo mình nha. Thì hôm nay là cái clip ngày 15 tháng 10 đó, thì có một cái clip quay lẻ những sản phẩm này đó, anh em thích thì gọi cho mình nha, mình sẽ báo giá. Anh em nào chịu khó mà kết bạn thì mình sẽ chụp hình, cảm thấy ok thì mình sẽ gửi hàng thôi anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em nha, chúc anh em luôn mạnh khỏe bình an nha anh em. Bye bye.